tuổi thơ đã một thời cùng bạn bè hát ca. Đây là góc phượng chuyện trò vu vơ hồn nhiên, cho tôi bâng khuâng bồi hồi chia tay. Ngày tháng bên mái trường vẫn như mai những phút bối rối, vẫn như mai ánh mắt đắm say, vẫn như mai những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẻ chia, vẫn như mai những tiếng trống, vẫn như mai khúc hát có nhau, vẫn như mai lúc tiếc nuối vì mùa thi đang dần chóng qua. Mang câu thơ ôi à thật dịu dàng khi cơn mưa đang dần buông cuối sân trường, cho nay tôi nơi đây chờ tình về bao yêu thương ngày xưa tuổi mơ mộng. Mưa bay bay hoa lay lay lòng nghẹn ngào, ngôi trường xưa bao bản thân có trở về. Nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm luôn in sâu, thời gian chẳng hề phai mờ. Vũ Tặng Quỳnh, hèn quá không có được. Quỳnh, Vũ rất thích mái tóc của Quỳnh nên Vũ mua món quà này để dành tặng cho Quỳnh. Đó là tình cảm của Vũ dành cho Quỳnh. Đến quá. Sao đây ta? Sao đây ta? Quỳnh, Vũ yêu Quỳnh. Cậu Vũ hả? Xuống ăn cơm rồi đi học. Mấy bé ở nhà ngoan nha, đừng chạy lung tung nha, chiều về chị cho uống sữa. Gì vậy Vũ? Giúp tìm Vũ chuyện này nha. Vậy? Vũ có món quà này muốn nhờ Mai đưa cho Quỳnh. Ừ. Nhưng mà giữ bí mật giùm mình nha. Ừ. Yên tâm đi, mình không nói cho ai biết đâu. Mà nếu có ai hỏi thì mình nói, còn không thì thôi. Hả? Thanh à, lại đây. Dạ. Nè, bỏ vô cặp lát nhớ uống nha con. Thanh. Gì nữa mẹ? Lại đây biểu.
Đi học cẩn thận đó, không có chạy giỡn coi chừng té nghe chưa. Thôi má về nha. Ủa, không ai đưa Quỳnh đi học hết hả? Quỳnh đi chạy xe mà, đâu có như Thành đâu, không biết chạy xe gì hết. Mày khùng hả? Dạ, sao đánh tao mày? Ê, lát nữa về đi đâu? Đâu cũng được. Ừ. Quỳnh, Quỳnh, hả? Vũ nãy rồi nè, trời. Gửi nào vậy? Hồi nãy á, mình mở ra coi đi. Mở ra đi. Ê, ê, coi kìa, coi kìa. Ê, ê, gì vậy? Ê, làm gì vậy? Gì vậy? Thư tình hả? Trời ơi, thư tình. Đọc đi, đọc đi. Ê, mấy bạn, im lặng. Đọc thư tình nè, nghe không? Nếu anh không còn được yêu em nữa thì anh cũng cầu Chúa ban phúc cho em, ban cho em một chàng vừa dở hơi vừa tưng tửng, vừa xấu trai ham ăn giống hệt anh. Người đó yêu em điêu đứng cũng như anh từng điêu đứng yêu em. Ê, giờ sao vậy? Ai biết nhỏ sao này tao? Thơ của người ta mà đọc tùm lum hả? Vậy hả? Thơ gì kỳ quá. Ê, sổ thơ người ta hả? Để tôi đọc cho, đọc lại nè. Nếu anh không còn được yêu em nữa thì anh cũng cầu Chúa ban phúc cho em, ban cho em chàng tuổi trẻ mắt xanh, yêu em say đắm cũng như anh từng say đắm yêu em. Vui quá à. Trời ơi, thơ gì mà lãng mạn quá vậy. Nghe là muốn bay lên luôn vậy đó. Ủa mà ai làm vậy? Vũ làm hả? Không phải, hình như thơ Pushkin. Mà, ủa mà kỳ vậy? Sao mấy người vô duyên quá vậy? Thơ của ta mà đọc lung tung hết à? Vô duyên dữ dội, dai dẳng, dằn dặt. Nói túm lại là cực kỳ vô duyên. Thơ của người ta mà đọc là sùm vậy? Mấy nhỏ này vô duyên quá. Tự nhiên quạo lên vậy. Sao tới giờ rồi mà không thấy cô vô lớp ta? Ơi, xuống chè đi tụi bay ơi. Đi. Im. Không được làm ồn. Ai mà làm ồn tôi ghi tên lên bảng hết. Nghe chưa? Dạ, xin lỗi Hồng Đại Nhân. Mình nghe thầy Kính Cận nói á, là có cô khác chủ nhiệm rồi. Cô Hà nghỉ luôn rồi đó. Vậy hả? Ủa, Mai ơi, cô khác là cô ở trường khác hay ở trường mình vậy? Hỏi lãng nhách. Ở trường khác làm sao mà chủ nhiệm được? Tôi biết rồi. Cô đó dạy bên lớp C4 á. Cô dễ lắm. Nhỏ xíu à. Cao hơn Phong luôn á. Ủa, bộ bạn đo hay sao mà biết vậy? Cần gì phải đo, nhìn là biết rồi. Trời ơi, sao cô này không bệnh luôn đi, để cho lớp được nghỉ không? Cô này bị bệnh. Đúng rồi. Cô xin thì bị té gãy chân, thầy Kính Cận thì bị ông chích sưng mà. Ôi, cái điều này là lớp mình nghỉ dài dài khỏi có ai quản lý hết. Ê, hay là cô nghỉ, đề nghị cả lớp đi chơi Bình Quế. Với cương vị là lớp trưởng, tôi đề nghị các bạn phải trật tự trước khi cô giáo lên lớp. Không được làm ồn, nghe chưa? Dạ, xin lỗi đại nhân. Cái gì? Ông dám gọi tôi là đại nhân hả? Đại nhân là gì vậy? Dạ, đại có nghĩa là bự, nhân là người. Đại nhân có nghĩa là người bự. Bà bự vậy tôi kêu bà là đại nhân đúng rồi còn gì nữa. Lớp này là lớp quen nhất khối 10 đó cô. Dạ,
Lẽ ra thì hiệu trưởng phải giao cho các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm chủ nhiệm. Nhưng chắc bây giờ các giáo viên đã phân công ổn định rồi. Cũng hơi khó cho cô đó. Dạ. Nhưng cô an tâm, có gì tôi sẽ hỗ trợ cho cô. Dạ. Ê, thầy kính cận nhắc cô mới tới rồi. Ê, cô mới đẹp lắm tụi bay ơi. Đi với thầy kính cận hả? Xứng đôi lắm. À, thầy đeo kính giống như Thành vậy đó. Trời, thấy tao đẹp bắt chước. Thôi tụi im hết đi, chuẩn bị đón cô giáo mới kìa. Hoàng thượng hoàng hậu giá lâm. Im lặng. Hoàng hậu cát tường, cung thỉnh hoàng hậu nương nương, hoàng hậu giá đen. Xin giới thiệu với các em, đây là cô Khánh Thi, cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy sẽ phụ trách môn văn thay cô Hà. Chào cô. Nhìn hiểu quá mày. Dễ thương ha. Có em nào thắc mắc gì không? Đẹp ha. Đẹp quá. Em đứng lên. Em vừa nói chết gì vậy? Chết chưa, thế nào cũng bị chửi chưa cái tật. Thế nào Quân cũng bị viết kiểm điểm. Dạ thưa thầy. Em... dạ. Em nói đúng. Cô rất là đẹp. Tuy nhiên, lời khen đó các em nên dành cho những bạn cùng trang lứa. Còn đây là cô giáo của các em, các em phải kính trọng. Và thầy nghĩ là cô giáo của các em sẽ rất vui. Đúng không cô? Mày kết cô rồi đó mày. Thôi cô bắt đầu đi, tôi phải đi xem tình hình các lớp như thế nào. Dạ. Học sinh mà không quan sát kỹ bọn chúng là quậy lắm. Với lại cái tâm nhà giáo của mình cũng không cho phép. Dạ. Thôi các em trật tự nha. Sao hôm nay thầy ga lăng quá ta? Ừ. Lạ ha. Tao mà biết vậy, tao không có tặng quà cho Quỳnh đâu. Còn con Xuân nữa. Chuyện tình cảm người ta mà la sùm, không biết tế nhị gì hết trơn. Tuần trước các em đã học bài thơ mời trầu của Hồ Xuân Hương. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ. Cô mời em. Cô mời em Mai Thu Cúc. Hả? Hả? Cúc may mắn nha. Trời. Dạ thưa cô. Các em trật tự. Em đọc bài thơ đi. Quả cao. Nhỏ. Nhỏ nhỏ. Nhỏ. Quả cao nó đỏ. Trời ơi, quả cao nhỏ nhỏ chị ơi. Em bình tĩnh lại đi, từ từ nhớ từng câu, không cần đọc nhanh đâu. Quả cao, quả cao, quả cao. Em về chỗ đi. Cô thấy em Cúc hơi nhút nhát,
em nên tập dạng dĩ lên. Còn các em trong lớp, cô thấy các em không nên trêu chọc bạn, mà phải giúp bạn tự tin lên. Các em cười như vậy thì làm sao bạn tập trung được? Mời em Nguyễn Thanh Vũ. Rồi, tiêu ông thần mưa rồi. Em đọc bài thơ đi. Dạ thưa cô, em không có thuộc. Thôi được, tạm thời cô cho em không điểm. Cô hy vọng giờ sau em sẽ thuộc bài để gỡ điểm không này. Em về chỗ đi. Cô mời em Quỳnh Minh Thành. À, chết cha. Kỳ này tiêu tao rồi. Hồi nãy nhắc bài người ta thì hay lắm mà. Sao giờ tháng chết tôi chưa thấy ai trả bài mà chết cha bao giờ. Em đọc bài thơ đi. Dạ. Quả cao nho nhỏ, cái vỏ, cái vỏ. Cái gì? Dạ cái vỏ. Cái vỏ. Cái vỏ kìa. Kiếm cái gì ở trời vậy? Cái vỏ. Hôm nay em nào không thuộc bài tự giác đứng lên cho cô xem. Nếu các em tự giác thì cô sẽ không phạt. Nhưng nếu cô gọi lên mà không thuộc bài thì cô sẽ phạt nặng hơn. Các em ngồi xuống đi. Cô không ngờ các em ít chịu học bài như vậy. Dạ. Cô đề nghị các em không thuộc bài chép 10 lần bài thơ này cho cô. Dạ. Tuần sau nộp. Chịu khó chép cho mày. Biết sao giờ. Mày hên quá ha. Cả lớp. Chào cô. Mấy bạn á, không hành sao mà bữa nay quy một rốt học dịch. Cô tàn sát không thương tiếc. Kiểu này mai mốt lớp mình chết dài dài luôn á. Tụi mình gặp nguyên một cái đại lý hộp dịch lộn rồi. Từ nay về sau mà không thuộc bài thì chỉ có chết. Đi cứu học bài. Đi xong. Đi chơi. Đi rồi. Thank you.
còn bực chuyện Quỳnh hả? Tao ghét tụi con gái, coi thường tình cảm của người ta quá. Tao nghĩ Quỳnh không đến nỗi tệ đâu, chỉ tại nhỏ Xuân thôi. Nếu Quỳnh không đưa cái quà đó ra thì làm sao con Xuân biết được? Ừ ha. Mày suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Mày buồn cho con Vũ phải không? Không, tao đang nghĩ cách làm cho con Cúc gan lên. Cách gì vậy? Tao chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc chắn sẽ nghĩ ra thôi. Tao muốn giúp Cúc mà. Thôi đi ông, tính ông láo táo, muốn giúp người ta mà quá ra là hại người á. Ủa, có nên giải thích chuyện cây kẹp với Vũ không? Thôi, khỏi cần giải thích, Quỳnh sẽ trả lại cho Vũ. Ủa, sao vậy? Tại vì Quỳnh không thích nói chuyện với Vũ, nói tới nói lui mất công lắm. Sao Quỳnh ghét Vũ dữ vậy? Quỳnh không thích công tử ham chơi hơn ham học, lại hay tán gái nữa. Mình thấy Vũ có tán ai đâu, thì mình chỉ suy nghĩ vậy thôi. Dạ thưa mẹ. Con. Giờ ra chơi con có uống hộp sữa không? Dạ có. Rồi con có ăn thêm gì không? Con uống thêm lon coca. Sao con không ăn bánh mì hay hủ tiếu? Uống coca thì sao có đủ sức đi học giờ sao? Bây giờ con có đói không? Dạ không, con không có đói. Nè, con ăn đi. Con không có đói. Ăn đi. Mai mốt á, mà có tới giờ chơi thì phải kiếm gì ăn cho no nghe không? Dạ. Ăn đi. Mẹ con mới đi học về. Mới về hả con? Xuống bắt nồi cơm lên đi con. Để ba về ăn cho sớm, mấy đứa em cũng có mà ăn. Dạ. Nè. Dạ. Dạ. Nè, tại cái chị ướt luôn nè. Hụt, lêu lêu hụt. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, dạ.
Nè, Tạc nè. Đó. Ha. Người chị cũng ướt hết rồi kìa. Thôi. Tạc hụt không à. Nè, đó, da em Tạc lại dính liền. Nhiều nước quá. Thôi đừng có khóc nữa. Ra đây chị tắm cho nè. Đỡ nè. Đó Tạc nè. Thôi hai đứa đừng có giỡn nữa. Thôi ra đây chị tắm cho nè. Đừng có khóc nữa. Thôi nín đi. Chị thương mà. Nè, qua tắm cho em đi nè. Đừng có giỡn nữa. Ê. Tạc dính với hai rồi kìa. Hai cái đứa này. Trời ơi. Hai đó, cái đứa này đừng có giỡn nữa coi. Đó, luôn rồi kìa. Ê. Trời. Ê. Tạc chị hai cho chị hai ướt hết luôn. Nè, thôi đi. Trời, ướt vậy hết rồi nè. Ướt hết người rồi. Tạc chị hai tiếp đi. Thôi tắm đi, đừng có giỡn nữa. Alo, Phong hả? Đi uống cà phê với tao nha. Ừ. Alo, Thành hả? Đi uống cà phê không? Ừ. Mày xin mẹ đi, rồi gọi lại cho tao. Mẹ, cho con đi chơi nha mẹ. Đi đâu vậy? Con đi với thằng Vũ. Nó có chuyện buồn, con muốn an ủi nó. Học bài xong chưa mà đi? Có học bài xong rồi. Ra nói chị Loan chở đi. Tới 9 giờ con về nghe không? Dạ dạ. Ê, Thành. Ơi. Mày uống gì? Dạ anh dùng gì ạ? Dạ cho em ly nước cam. Dạ. Ê, mày buồn chuyện Quỳnh nên mày kêu tao ra phải không? Biết rồi còn hỏi. Tự nhiên cái mày buồn, nó không chịu mày thì mày yêu đứa khác. Trong lớp mình thiếu gì đứa đẹp. Để tao làm mai đào cho mày nha. Chịu không? Thằng này, chuyện tình cảm mà mày làm như mua đồ không bằng á. Thì tình cảm khác mua đồ. Nhưng mà người ta không thích mình thì mình thích người khác. Mày buồn nó cũng đâu có thích mày đâu. Mày buồn làm gì? Mày còn nít quá. Nói chuyện với mày tức cũng chết đi được.
Thôi, tao thấy chuyện Vũ giải quyết vậy là được rồi. Giờ lo chuyện Cúc đi. Dạ mời anh. Dạ. Ê, tao có cách rồi. Ừ? Cách gì? Cách làm cho con Cúc nó gan lên. Bộ cô Thi nói tụi bay không nghe hả? Mày giỏi thì đi một mình đi, mệt quá. Bạn bè mà tụi bay vô tâm quá. Tao không có thích vậy đâu nha. Alo, tao nè. Sao rồi tối mày buồn quá vậy? Chuyện của ông Quỳnh giải quyết vậy mày không chịu hả? Nếu mà mày buồn á, để tao nói với ông Quỳnh cho nha. Mày là thằng khùng, đi ngủ đi. Tao biết mày buồn mà. Thôi mày đừng buồn nữa. Tao biết con Đào nó thích mày á. Tao làm mai con Đào cho mày nha. Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả? Ngủ đi thằng khùng. Sao nó quạo với mình vậy ta? Vậy là nó không muốn mình nói với con Quỳnh rồi. Giải quyết cách nào cũng không chịu. Sao bây giờ? Ai mà mất lịch sự vậy trời? Alo? Tao, Thành à. Hồi nãy tao gọi cho con Vũ. Tao nói để tao khuyên con Quỳnh. Vậy mà nó cự tao mày. Theo mày bây giờ phải giải quyết cách nào? Mày có điên không mày? Biết mấy giờ mà không đi ngủ? Được không? Mệt quá. Cách nào cũng không chịu á. Không chịu thì thôi, không thèm lo tụi bay nữa. Để thời giờ lo chuyện con Cúc. Mình phải giúp Cúc dạn dĩ hơn. Nhưng mà làm cách nào giờ ta? À! Thành cho Cúc coi cái này nè. Cúc đừng có sợ nha. Phải thật là bình tĩnh á. Phải gan dạ lên. Không có gì phải sợ hết á. Thành nói cái gì vậy? Cúc không có hiểu gì hết á. Ý Thành là Cúc phải chiến thắng cái thói nữ nhi bình thường biết không? Dạ.
thấy cái gì cũng không được sợ hết á. Nè, Cúc coi đi. Nhưng mà phải thật là bình tĩnh đó nha. Cái gì vậy ta? Chết rồi. Lên lên. Nhanh lên mày. Nhanh lên Vũ. Coi con, bạn đó sợ chuột nên nó bị xỉu quá con. Các em ra ngoài đi để không khí thoáng cho bạn dễ thở. Dạ. Ông chơi kỳ vậy? Biết nó nhát gan không? Nó mà chết á, ông tới số á. Bộ hết chuyện giỡn rồi hả? Tôi đâu có giỡn đâu. Tôi chỉ muốn giúp nó thôi mà. Giúp cái gì? Tại cô giáo nói nó nhút nhát. Tôi làm vậy để nó khắc phục chứ bộ. Trời. Càng ngày nó càng ấm đầu nặng luôn. Không biết nó dẫm trúng đuôi con gì mà nó khùng dữ vậy trời. Con lại ông, lần sau ông đừng có giúp bạn bè kiểu đó nữa nha. Ông mà giúp vậy là nguyên cả lớp tụi tôi là phiêu diêu miền cực lạc mà không lối thoát luôn á. Tôi muốn giúp Cúc thiệt mà, tôi đâu có hại ai đâu. Mày mà giúp kiểu đó chẳng khác là giết người ta. Mai mốt á, mình mà có gặp chuyện gì á, Đông Kỳ Sốt cũng được giúp mình nha. Mình sợ chết lắm á. Sao mày lấy chuột nhát con Cúc vậy Thành? Tao nói rồi, tao muốn cho nó bớt nhát gan thôi chứ bộ. Mày không hiểu gì hết á. Con gái hay sợ chuột, mày có đánh chết nó thì nó vẫn sợ. Làm kiểu đó đó chẳng khác gì mày chọc cho nó nhát thêm. Mày có nghe câu này chưa Thành? Nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết thành phá hoại đó mày. Nắng hạ tìm về bên ngôi trường xưa, nơi đây tuổi thơ đã một thời cùng bạn bè hát ca. Đây là góc phường chuyện trò vui vẻ nhiều, cho tôi bâng khuâng bồi hồi chia tay. Ngày tháng bên mái trường vẫn như mai những phút bối rối, vẫn như mai ánh mắt đắm say, vẫn như mai những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẽ chia, vẫn như mai những tiếng trống, vẫn như mai khúc hát có nhau, vẫn như mai lúc tiếc nuối vì mùa thi đang dần chóng qua. Mang câu thơ ôi à thật dịu dàng khi cơn mưa đang dần buông cuối sân trường, cho nay tôi nơi đây chợt tìm về bao yêu thương ngày xưa tuổi mơ mộng. Mưa bay bay hoa lay lay lòng nghẹn ngào, ngôi trường xưa bao bản thân có trở về. Nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm luôn in sâu, thời gian chẳng hề phai mờ. Tìm một chút hương mùa hè về kêu rộn vang, miên man lời ca nan na na.
cùng bạn bè có nhau. Đây là góc phượng chuyện cha vu vơ như cho tôi bâng khuâng bồi hồi chia tay. Ngày tháng bên mái trường vẫn như mai những phút bối rối, vẫn như mai ánh mắt đắm say, vẫn như mai những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẽ chia, vẫn như mai những tiếng trống, vẫn như mai khúc hát có nhau.